để nắm bắt quản lý học sinh thì các thầy cô giáo vẫn phải kiểm đến từng lớp để kiểm đếm, ghi chép và tổng hợp, mất rất nhiều thời gian nhưng hiệu quả cũng chưa được cao. Nhận thức được điều đó, chúng em với mong muốn giảm bớt đi sự vất vả của các thầy cô giáo và giúp cho nhà trường có thể quản lý học sinh tốt hơn, chúng em đã thành công nghiên cứu mô hình máy đếm số người trong phòng gửi về điện thoại qua tin nhắn. Thiết bị của chúng em có cấu tạo như sau: 1. Nguồn điện, 2. Bóng đèn, 3. Qua máy in, 4. Module relay, 5. Module SIM 800, 6. Cảm biến khoảng cách, 7. Arduino Nano. Sau đây em xin mời các ban giám khảo cùng thầy hội thi xem chúng em chạy thử sản phẩm ạ. Như chúng ta có thể thấy, trên bảng hiển thị số 0, tức là trong phòng không có người. Nếu khi có một người đi vào, thì bảng hiển thị sẽ tăng thêm một đơn vị. Ví dụ như khi có một bạn đi vào, thì bảng hiển thị sẽ hiển thị số 1. Bạn thứ hai đi vào, bảng hiển thị sẽ hiển thị số 2. Và nếu có một người đi ra, thì bảng hiển thị sẽ giảm. Ví dụ như bảng hiển thị đang hiển thị trong phòng có 2 người. Nếu có một người đi ra, bảng hiển thị sẽ giảm đơn vị và nhảy về số 1. Bảng thứ hai đi ra, bảng hiển thị sẽ trở về con số 0 và hệ thống điện sẽ tự động tắt. Thiết bị của chúng em còn có chức năng thông báo số người trong phòng, gửi về điện thoại, di động bằng cách soạn tin theo cú pháp kiểm tra gửi đến số điện thoại của SIM được gắn trên thiết bị. Về ưu điểm của mô hình của chúng em, đó chính là 1. Là có thể sử dụng ở tất cả các cơ quan. 2. Là trên hệ thống có hệ thống bật tắt tương ứng, có thể giúp tiết kiệm điện và tránh tình trạng học sinh quên tắt điện. 3. Là hệ thống thiết kế vận hành gọn nhẹ, có thể tháo rời nhanh gọn và dễ sửa chữa, chi phí thấp. Trên đây là toàn bộ phần giới thiệu về sản phẩm của nhóm chúng em. Chúng em mong muốn sản phẩm của mình sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn trường học, nhất là trường em. Các thầy cô giáo sẽ không vất vả trong việc kiểm tra học sinh lúc đầu giờ. Trong khi hoàn thiện sản phẩm thì nhóm chúng em còn có những sai sót. Chúng em mong được những sự đóng góp gợi ý của các ban giám khảo để sản phẩm của mình sẽ hoàn thiện hơn. Và chúng em xin kính chúc các ban giám khảo cùng lần đều thi để kính chúc sức khỏe và chào chân.